Minh Triệu Đồng hồ hiệu ờ, Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu Hôm nay mình có về trên tay một chiếc lòng Đây là một chiếc khá là đẹp với mặt đeo màu xanh blue Một trong những cái mặt cực kỳ hiếm ở thời điểm hiện tại Sản phẩm nằm trong bộ tập là Lear Mang mã quốc tế là lòng jean Lear L4.960.4.92.6 Đường kính sử dụng là 38,5mm và độ dày trên chiếc này là khoảng độ 9mm Mang cho mình cỗ máy ETA, cỗ máy đời mới nhất của Long Jin Chữ cót lên tới 64 giờ và được đánh vân rất là đẹp Thì lát nữa mình sẽ sâu lên chi tiết cho anh em xem Cặp lung càng thiết kế cũng khá là dài này thì anh em cổ tay lý tưởng Từ 16-16.5cm trở lên Nail sẽ rất là đẹp ạ Và cái ấn tượng của mình khi cầm chiếc Long Jin này trên tay Có lẽ không thể bỏ qua đến cái nền đeo ạ Chiếc này được trang bị mặt đeo màu xanh blue và nó được đánh vân trải tia rất là đẹp Tỏa ra từ trục trung tâm đây là những cái tia bớt mảnh tạo hiệu ứng khúc xạ ánh sáng rất là tuyệt vời khi mà anh em đeo điều kiện đủ ánh sáng nhá. Đó. Lòng ngoài cùng của chúng ta thì sẽ là những vài chia phút auto rim và chúng ta sẽ có bộ kim được tạo hình đẹp với kim giờ kim phút thiết kế dạng kim lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén. Kim dây trước này cũng được thiết kế bằng thép và nó chạy rất là mượt. Hiện tại thì nó đang chưa vận hành. Mình sẽ lắc để cho cái kim này nó vận hành. À, chúng ta sẽ có dòng chữ automatic và squid nằm tại góc 6 giờ. Ô lịch ngày thì được bố trí tại góc 3 giờ rất là tiện lợi để anh em xem lịch chúng ta sẽ có vị trí góc 12 giờ là dòng chữ long zin cũng như là biểu tượng cánh chim những cọc số thì được hãng thiết kế bằng cọc số vạch và được thiết kế khá là to và dài để giúp anh em có thể xem giờ rất là tiện lợi mặt kính sử dụng vẫn là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước ở phần thân vỏ chiếc này thì được tạo hình đẹp với đặc trưng riêng của dòng lier chúng ta sẽ có phần lung càng thiết kế bo lại xuống phần dây tạo cho chúng ta cái cảm giác gì rất là mềm mại cùng với sợi dây của chúng ta được thiết kế rất là nhiều mắt và những cái mắt được tạo hình như hình hạt gạo ạ à. đó lên tay rất là sang anh em nhé ở đây chúng ta sẽ có cái núm chính nằm tại góc 3 giờ bên trên núm sẽ là biểu tượng cánh chim và dòng chữ long hoàn thiện nổi Và cái núm này thì em có thể dễ dàng lên có tay Cũng như là kéo núm ra để chỉnh giờ và lịch rất là tiện lợi Đi kèm thì chúng ta sẽ có sợi dây như mình vừa chia sẻ với anh em rồi Sợi dây độc quyền của dòng Leo nhá Đó Tiếp theo chúng ta sẽ có một bộ khóa bướm Đó. Với thiết kế khóa bướm thì sẽ giúp anh em đóng mở rất là dễ dàng tiện lợi Phần đáy trước này thì được thiết kế lộ máy Skeleton để phô diễn ra những chuyển động của một cỗ máy cơ khí ạ. Và bộ máy sử dụng trên chiếc Longzy này là bộ máy Calibre L888.2 Cỗ máy này được pay từ nền tảng máy ETA A31L01 Và với cỗ máy này thì anh em vẫn có đầy đủ 21 chân kính Tần số rộng là 25.200 VPH và thời lượng chữ cót của chúng ta là 64 giờ Thời lượng chữ cót rất là khủng Bộ máy nổi bật với thiết kế đánh vân tuyệt vời của Longzy Quả văng được tạo hình đẹp, khoét thùng dòng Chúng ta sẽ có khoét biểu tượng cánh chim này đó với dòng chữ L888.2 và dòng chữ Longzin được thiết kế màu vàng, chuyện khắc rất là đẹp ở đây chúng ta sẽ có ổ cốt này nơi dự trữ năng lượng của đồng hồ và vị trí ba lần chạy rất là mượt phần này chúng ta sẽ được thiết kế một cái đáy ép thủy lực và chúng ta sẽ có dòng chữ long jean layer này đây là bộ tập trên chiếc này ở đây chúng ta sẽ có một cái số sorry number này water distance trên chiếc này là 30 mươi m tương đương với ba tm anh em có thể đi mưa rửa tay mà không lo vào nước chúng ta sẽ có squid mét này với đầy đủ thông tin nữa là l 4 chín sáu đây là đầu mã quốc tế chúng ta sẽ có stainless steel À, này thì bên mình về với tình trạng là qua sử dụng nhân độ mới còn rất là cao Vẫn còn đầy đủ bóc của hãng đi kèm Và sản phẩm đã được bán mức giá đi theo khá là cao à, Hơn 40 triệu Và trong video này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt Chỉ 19 triệu mà thôi Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình lên tay thử sản phẩm Địa chỉ là 217 Thích liệt Hoàng Mai Hà Nội Và nếu anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD Tức là anh em nhận hàng Kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình cho hàng đi. Và hôm nay là ngày mùng 3 Tết rồi, bên mình vẫn phục vụ anh em bán hàng tất cả những ngày Tết nếu anh em có nhu cầu. Anh em ở Hà Nội thì qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Còn nếu anh em ở xa thì có thể cọc để giữ hàng, sau đó thì tầm mùng 5, mùng 6 bên vận chuyển họ bắt đầu làm việc thì bên mình sẽ lên đơn để gửi hàng đi cho anh em. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.